Lời đầu xem xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác yêu trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đĩa CD của hãng Soli với model là 338 ESD. Chiếc đầu này nó nặng 12,5 kg. Đấy, chạy hai con giải mã PCM 58B và chạy hai tăng phu nguồn riêng biệt. Chất âm của nó thì quá nổi tiếng rồi, thì anh em đã tin tin dùng. Size của nó là size 43 các bác nhé, sâu nó 32, chiều cao của nó là 15 cm. Thì em quay sơ qua về phần ngoại hình của em nó, và sau đó em test chất âm cũng như là mắt đọc để cho bác thưởng thức. Máy về thì em này nó cũng không được đẹp xuất sắc cho lắm, anh em nào cũng không cầu kỳ, chỉ dùng chất âm chất lượng thì này thì rất là hợp lý. Đấy. Thì về thì cái phần vệ sinh cái phần chữ của em này nó cũng bị bay đây này, đây, đây nữa. Còn mặt thì nó không bị xước sát gì cả, đây bị bay mất phần chữ này, đây nữa, phần số này 1, 2, 3, 4, 5 này. Đấy. Đây nó hơi có vết chày đây, phần trên này, đây, đây nữa, thế còn vết đây, nếu em để nguyên nhé, em mà để nguyên để các bạn có chơi, nắm lưng còn từng núi rất là đẹp, gọi là vật chức răm này không đáng kể. Đấy. Phần nào ngồi bên đây. Đây là nó chắp chút sơn và đây nó có hơi có phần là dạng như kiểu nó là bong sơn này. Đấy. Đấy, đây đây thế này. Đấy. Nhưng nó màu đen nên nó không rõ đâu. Chứ không bị cấn móp gì các bác nhé. Ở bên đây nên này nó hơi bị bong sơn này, này. Cổng cô xoan này, cổng cáp quang này, cáp quang ấn cái nút digital phía trước. Đi từ bên trước này thì nó mới hiện này. Đấy. Đấy. Bình thường các bác nhé. Còn nút chụp đây. Đấy. Mã lốc được mã vàng. Mũ đen là CDP 338 ESD. Điện 100V. Sức tiêu thụ của nó 18W nhé. Còn lại có số riêng máy là 210487 này, sản xuất tại Nhật Bản này. Đấy. Ở đây thì em sẽ mở phần nắp của em nó cho các bác xem về phần nội thất bên trong. Còn nút bảo vệ chống nhiễu đây. Đấy. Hai nguồn này tăng phù rồi nhé. Máy làm rất là chắc chắn và gấu.
lặng. Chạy hai con giải mã PCM58P đây này bác em, to vật vã đây, đây, đây nhá. Tủ lọc quá, tủ lọc lớn này. Đây em sẽ test kia mắt đọc của em nó. Chất âm. Để cho bác thưởng thức. Cái này chất âm nó rất là hay rồi, dày dặn, chi tiết. Đây cái nút này, nút nút đi rồi không quang ra còn quang tắt đi. Đấy. Cô ra vào êm ái. Bài cực nhanh và con này không kén đĩa các bác nhé, chủ muốn đĩa bay với đĩa sành sứ nó không đọc thôi, nó đọc hết. Mơ ước mai đây.
video test tại đây. Thì trước đầu CD này về thì có tình trạng như thế, thì em bán với giá là 3,5 triệu đồng cho anh em nào không cầu kỳ về ngoại hình mà quan trọng là cái chất lượng của em nó. Thì các bác chơi hoặc nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 223 269. Em trân trọng và cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ em trong thời gian vừa qua, đã mua sản phẩm bên em cũng như là các bác thường xuyên theo dõi kênh của em. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh, like, share kênh YouTube của em cho nhiều anh em yolo trên mọi miền tổ quốc được biết đến. Và em cũng cố gắng hoàn thiện hơn và để em lại chỉ cho bác những sản phẩm audio chất lượng, giá thành hợp lý để cho các bác chơi. Em xin chào các bác.